Sau khi giành kỳ tích giành tới 4 huy chương vàng điền kinh tại SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh được trao quyết định công nhận đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam. Trở về từ SEA Games 32 đầy thành công, Nguyễn Thị Oanh đón tin vui từ chi bộ trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang. Nhà vô địch 4 nội dung môn điền kinh tại SEA Games 32 được công nhận là đảng viên chính thức. Quyết định được trao vào ngày 17 tháng 5, khi cô hoàn thành nhiệm vụ thi đấu và trở về địa phương. Nguyễn Thị Oanh được trao quyết định công nhận đảng viên chính thức sau khi hoàn thành thi đấu ở SEA Games 32 ở Campuchia. Ngày 20 tháng 5, ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao kiêm trưởng đoàn Thể thao Việt Nam cho biết Tổng cục sẽ làm tờ trình gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để trình lên cấp quản lý đề xuất trao huân chương lao động hạng nhì cho Nguyễn Thị Oanh. Tổng cục Thể dục Thể thao cũng đề xuất trao huân chương lao động hạng 3 cho 36 vận động viên khác, 196 vận động viên nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nguyễn Thị Oanh là vận động viên duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam giành được tới 4 huy chương vàng tại SEA Games 32. Cô giành đến 4 huy chương vàng ở các nội dung 1.500m, 3.000m chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m. Trong đó, hai nội dung là 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật thi đấu sát giờ nhau. Nguyễn Thị Oanh có rất ít thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Thành tích này của Nguyễn Thị Oanh đã gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội ở Việt Nam và cũng khiến các đối thủ ngả mũ thán phục.